Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai được tổ chức 2 năm một lần để tìm kiếm những giọng hát xuất sắc trong 3 phong cách âm nhạc: phong cách âm nhạc thính phòng, phong cách âm nhạc dân gian và phong cách nhạc nhẹ. Chính từ cuộc thi Sao Mai, rất nhiều ca sĩ đã thành danh và vững bước trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ngay từ bây giờ, các bạn là người Việt Nam có độ tuổi từ 17 đến 26 có thể liên hệ và nộp hồ sơ tại các đài phát thanh, truyền hình của địa phương nơi mình sinh sống và học tập. Các thí sinh ở khu vực Hà Nội sẽ nộp hồ sơ tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy chế, thể lệ của Sao Mai 2013, hãy xem trên tạp chí truyền hình hoặc truy cập vào website www.vtv.vn, liên hệ theo số điện thoại 04-38-318-111. Sao Mai 2013, nơi thăng hoa của những tài năng âm nhạc.